À, quy trình bán hàng, ok. Dạ, sau khi làm bài thuyết trình này thứ nhất thì tụi em đã rút gọn lại các bước và hoàn thành các lưu đồ như sau. Về phần đầu tiên là quy trình bán hàng. Thì với sơ đồ BDS thì chúng em đã xây dựng như sau. Quy trình bán hàng thì gồm có tư vấn khách hàng, xử lý giao dịch và báo cáo thống kê. Trong sơ đồ ngữ cảnh thì quy trình bán hàng gồm có khách hàng đưa yêu cầu mua hàng và doanh nghiệp sẽ chuyển hóa đơn cho khách hàng và khách hàng sẽ gửi thanh toán, rồi doanh nghiệp của chúng ta sẽ giao hàng hóa cho khách hàng và sau đó là báo cáo cho các nhà quản lý. Đó là sơ đồ ngữ cảnh. Và sơ đồ DFD mức 0. Thì đầu tiên là sau khi khách hàng gửi yêu cầu mua hàng tới thì bộ phận tư vấn khách hàng sẽ tiếp nhận thông tin yêu cầu đó và gửi cái thông tin của hàng hóa mà khách hàng cần cho kho hàng để kiểm tra rằng là trong kho hàng còn hay là không còn sản phẩm đó. Và đi tới bước thứ hai là xử lý giao dịch. Trong bước này doanh nghiệp sẽ gửi hóa đơn và hàng hóa cho khách hàng và sau đó khách hàng sẽ thanh toán. Sau khi xử lý giao dịch xong thì sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ bán hàng và tiến hành báo cáo thống kê, gửi báo cáo bán hàng đó cho nhà quản lý. Và đây là sơ đồ chi tiết. Trong đó thì sau khi khách hàng yêu cầu báo giá và nhân viên bán hàng sẽ là người lập và gửi báo giá đó và sẽ hướng dẫn cho khách hàng sau khi nhận báo giá thì sẽ hướng dẫn cho khách hàng lập đơn mua hàng và nhân viên bán hàng sẽ nhận đơn mua hàng đó rồi gửi cho kế toán phiếu xuất kho và nhân viên kho sẽ nhận phiếu và xuất hàng. Tiếp theo đó thì nhân viên bán hàng sẽ là người lập hóa đơn bán hàng và chuyển hàng. Sau đó khách hàng sẽ nhận được hàng hóa và hóa đơn rồi tiếp tục là sẽ làm thủ tục thanh toán. Trong trường hợp khách hàng thanh toán ngay thì nhân viên bán hàng sẽ nhận tiền và lập phiếu thu và gửi cho kế toán để lập phiếu thu và sau đó thủ quỹ sẽ thu lại tiền và ghi sổ quỹ rồi số tiền đó sẽ được ghi vào sổ tiền mặt. Kế toán sẽ là người thực hiện điều đó và nếu mà trong trường hợp khách hàng chưa thanh toán ngay thì kế toán sẽ là người ghi sổ công nợ. Và trong quy trình xử lý đơn hàng thì sơ đồ BFD của quy trình xử lý đơn hàng gồm có nhận đơn, xử lý đơn hàng, phân tích bán hàng. Sơ đồ ngữ cảnh thì khách hàng sẽ gửi đơn đặt hàng cho bộ phận bán hàng và sau khi các nghiệp vụ xảy ra xong thì sẽ gửi lại hóa đơn cho khách hàng và gửi kết quả bán hàng lại cho các nhà quản lý. Đây là sơ đồ DFD mức 0 của quy trình xử lý đơn hàng. Sau khi khách hàng gửi đơn đặt hàng thì tiến hành nhận đơn và gửi thông tin giao dịch tới bộ phận giao dịch và từ đó sẽ gửi dữ liệu giao dịch đến cho bộ phận xử lý đơn hàng. Và tiếp theo đó là gửi thông tin yêu cầu đến kho hàng. Rồi kho hàng sẽ gửi lại thông tin trả về. Sau đó thì sẽ là duyệt đơn và bắt đầu phân tích bán hàng, gửi dữ liệu về bán hàng đến
để báo cáo và thống kê. Sau đó thì sẽ là báo cáo bán hàng đến cho các nhà quản lý. Đây là sơ đồ chi tiết ạ. Về quy trình xử lý đơn hàng thì khách hàng sẽ gửi đơn đặt hàng đến và phần mềm bán hàng sẽ là người sẽ xử lý xem là còn thông tin về hàng hóa, xem là còn hàng để bán hay không. Trong trường hợp hết hàng thì bộ phận phần mềm sẽ báo lại cho khách hàng để khách hàng có thể chọn sản phẩm khác. Trong trường hợp còn hàng thì bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ xác nhận đơn và khi khách hàng đồng ý cái đơn đó thì nhân viên kho sẽ lấy hàng và đóng gói gửi cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng sẽ giao hàng cho khách hàng. Nếu mà việc giao hàng này thất bại vì trường hợp vì lý do nào đó thì nhân viên kho sẽ nhận lại hàng hóa đó. Còn nếu giao hàng thành công thì phần mềm bán hàng sẽ tạo ra phiếu xuất kho và cập nhật số hàng tồn kho và ghi nhận doanh thu ạ. Bài thuyết trình của tụi em đến đây là kết thúc ạ. Rồi, cảm ơn bạn Hoa ha. Bài tập nhóm của các bạn kỹ hơn các nhóm còn lại ha. Đi thêm một bước nữa là vẽ sơ đồ lưu đồ. Thì có bạn nào muốn đặt câu hỏi hoặc là muốn trao đổi gì với nhóm này thêm không các bạn? Năm chín có câu hỏi gì không? Hay tôi gọi tên đi ha, có 54 bạn mà, gọi tên đi. Đây, danh sách nhiều mà. Từ từ bạn chờ tôi 15 giây nha. Thu Phương ơi, Dạ, alo. Dạ, em ừ, chào thầy. nãy giờ có theo dõi không? Dạ, có. Em thấy giọng của bạn Hoa truyền cảm với lại là em thấy bài bạn hay rồi. Cũng không em với trình độ của em thì cũng không biết sửa lại chỗ nào đó thầy. Thế thì tại sao mình lại tự ti đến như vậy? Vậy theo ý em có nghĩa là không bổ sung gì hết hả? Dạ vâng ạ. Nếu vậy thì theo em thì nếu làm được làm khác, em muốn làm gì khác hơn không? Dạ em nghe không rõ. Ý là nếu giả sử là em thì em sẽ có làm gì khác với quy trình của bạn không? Dạ, à không ạ. À, cảm ơn bạn Thu Phương. Vậy còn bạn Lan Anh thì sao? Dạ alo thầy ơi. Nói đi em. Dạ em cũng không có ý kiến Nãy ạ. giờ theo dõi Dạ có ạ. không? Vậy nếu không có ý kiến có nghĩa là không chê, vậy là khen đúng không? Dạ Vậy khen đi. 80% là. Vậy Dạ khen đi. bạn Hoa thuyết trình quá hay luôn thầy. Hay gì, Nội còn gì dung nữa? của nhóm bạn nào cũng dễ hiểu nữa. Quá hay, dễ hiểu. Thanh Phong đâu? Thầy Ừ. có em, cái này em không rành lắm Sao?
Nói chung là bạn làm kỹ rồi. À, vậy có câu hỏi nào dành cho nhóm không? Thôi là em biết hỏi gì rồi. Sao nghe bạn nói nhỏ quá à? Bạn online bằng điện thoại hay là máy vi tính? Lát mà em dùng tai nghe ấy. À dạ, à rồi. À, chà chà. Không ai có câu hỏi gì hết ta. Không ai hỏi ai vậy bạn Quỳnh Hoa ơi. Bạn Quỳnh Dạ Hoa, thầy. ừ. Rồi, à, Khánh gì, Nguyên Khánh gì giơ tay gì đây nè. Hồi nãy có một bạn giơ tay đó, bạn đó tên gì nhỉ? Ai? Nguyễn Thị Khánh Nguyên nè, lớp trưởng hả? Ừ, hỏi đi. Ừ, Hoa ơi, Hoa cho Nguyên coi lại cái lưu đồ dòng chảy được không? Cái đề tài này gần giống với đề tài nhóm em á thầy, mà hôm trước thầy bảo là mình nên tách nó ra á. Thì bây giờ ví dụ như nếu như mà tách ra rồi thì cái phần mà từ kế toán tới thủ quỹ á, mình bỏ cái phần đó đi được không thầy? Có nghĩa là từ kế toán rồi nhân viên kho với thủ quỹ hả? Dạ, ấy là mình sẽ chỉ làm chỗ nhận đơn với lập hóa đơn rồi các thứ thôi á. Được. À, thì khi mà thiết kế lưu đồ thì cũng như quy trình thì tôi vẫn nói các bạn cái bước 1 là bước quan trọng nhất, luôn luôn là phải mình phải xác định là mình thiết kế cái này cho ai. À, có nghĩa là mình thiết kế dành cho đối tượng nào mình hướng tới. Thì trong trường hợp này là có thủ quỹ lệ, thì trong trường hợp này tôi hiểu rằng đây là một hình thức bán hàng mà ở một công ty, có thể là họ bán hàng giữa công ty với công ty, hoặc là giữa là một hình thức mà bán hàng mà nó có nghĩa là chưa 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 gọi là chưa hiện đại cho lắm chứ, so với thế giới di động. Các bạn ra ngoài thế giới di động á, thì nhân viên bán hàng á, và nhân viên thu tiền á, thì nó là chỉ có hai, cần hai nhân viên, cần một nhân viên bán hàng và một nhân viên thu tiền thôi, hay là kế toán và hóa đơn, gọi là hóa đơn điện tử, đúng không? Thì nó cũng không cần, nó không có nhân viên kho, nhưng mà kho thì nó đưa lên hệ thống điện tử của nó hết luôn, nên vậy nó dẹp luôn được cả cái nhân viên kho và cái thủ quỹ luôn ha. Và nó dựa lên trên phần mềm, thì tùy các bạn thôi, các bạn thiết kế nó như thế nào, làm sao nó gọn nhẹ là được rồi, không nhất thiết phải lúc nào phải giống nhau đâu các bạn. Rồi, có bạn Nguyên có ý kiến gì nữa không? Dạ không. Không à, rồi. Nếu như bạn Nguyên không có ý kiến gì thì tôi nhận xét ha. Thì bạn Hoa có thể tắt cái phần trình chiếu của bạn được rồi đó bạn. À, tôi đang chia sẻ màn hình của tôi dành cho các bạn. Sao nó đờ các bạn? À, xin lỗi các bạn, chờ một tí xíu để tôi chỉnh lại. À, được, tôi mở lên được rồi. À, các bạn đầu tiên tôi muốn hỏi bạn Hoa là cái quy trình này là các bạn tự thiết kế hay là tham khảo ở đâu, hay là copy ở đâu không? Dạ tự thiết kế thầy.
Cái điều này rất là quan trọng đó, bởi vì nếu như mà các bạn mà không phải là tự mình làm mà các bạn lấy một nguồn nào đó thì việc mà các bạn làm tốt như thế này á khiến cho tôi đặt ra một áp lực dành cho tôi là khi ra đề tôi phải đặt một cái đề nào đó để mà xứng đáng với trình độ của các bạn, chứ nếu mà ra đề dễ quá thì đôi khi lại coi thường các bạn. Nên vậy là nếu như mà các bạn mà tự làm thì tôi tự tin ra đề, chứ mà các bạn mà không phải tự mình làm tới lúc tôi ra đề khó quá thì tới lúc lại làm bài thi thì các bạn lại chất quốc nữa, lại lúc đó lại khá là mệt mỏi với tôi. Cái đầu tiên là cái mà tôi đã nói với các bạn đó là lưu đồ này, phần lý thuyết cuối cùng tôi đã trình bày với các bạn thì nhóm đã làm rất tốt về cái quy trình này, đúng không? Thì trong thi tôi cũng yêu cầu các bạn chỉ như thế này thôi, các bạn đừng không cần thiết phải dùng những ký tự đặc biệt như tôi cung cấp trong lý thuyết, mà các bạn có thể sử dụng những ký tự hình vuông như thế này, nhỏ nhỏ như thế này được rồi. Và các bạn nếu như mà các bạn mà kỹ hơn có nghĩa là gì, ở một số nội dung các bạn có thể diễn giải ra, ví dụ như là phiếu xuất kho này thì các bạn trên phiếu xuất kho phải yêu cầu có những nội dung gì, nhưng các bạn có thể mở rộng ra, thì đây hình như không cho chỉnh sửa gì nữa, thì mở rộng ra trong phiếu xuất kho này phải cung cấp những cái thông tin gì, đúng không ạ? Rồi những cái phiếu xuất và nhập hàng như thế này thì nhân viên kho thì ghi nhận phiếu và xuất hàng thì phải làm những hành động nào, những công việc gì và như thế nào cụ thể ra thì nó lại càng tốt nữa các bạn. Rồi đầu tiên là các bạn xây dựng quy trình bán hàng, và cái thứ hai là quy trình xử lý đơn hàng. Thì tôi hơi bỡ ngỡ một tí là theo các bạn thì quy trình bán hàng và quy trình xử lý đơn hàng này nó tại sao bạn làm cho hai quy trình này? Bởi vì đối với một số bạn sẽ hiểu là quy trình bán hàng và quy trình xử lý đơn hàng này là một đấy, thì bạn Hoa có giải thích gì không? Dạ, tại vì trong các đề tài thầy gợi ý á, là cái đề tài này nó như vậy thì con nghĩ là hai cái này nó khác nhau thì con làm tách ra thôi. Nó khác nhau chỗ nào? Dạ, quy trình bán hàng á, thì trong đó có gồm cả quy trình xử lý đơn hàng nữa. Quy trình bán hàng là bao gồm một quy trình xử lý đơn hàng. Tôi thấy nó cũng không có thuyết phục lắm. Thế này các bạn, thực ra thì hai cái này nếu đều về là bản chất nó đều là bán hàng, nó đều là bản chất là bán hàng hết. Tuy nhiên cái quan trọng là cái mình hướng đến nó là cái gì, thì quy trình bán hàng của các bạn đây tự nhiên là lưu đồ DFD của bạn, thì ở đây đó là quy trình bán hàng này là quy trình bán hàng người ta gọi là face to face, có nghĩa là bán hàng trực tiếp, có nghĩa là gì, khách hàng ví dụ tôi tới gặp các bạn tôi bán hàng, đúng không? Tôi mua hàng thì gọi là quy trình bán hàng trực tiếp, thì theo cái hình lưu đồ BFD của bạn đây, khách hàng yêu cầu mua hàng đây. Còn cái quy trình xử lý đơn hàng này là trong trường hợp là gì, bán hàng này không phải là face to face mà là qua, ví dụ như là bán hàng qua điện thoại này, bán hàng qua email này, ví dụ tôi nhận từ email bạn, hoặc là bán hàng qua Facebook này, hoặc là bán hàng online cũng được, đúng không? Thì các bạn thấy là có đơn đặt hàng này thì có thể là gì, bằng email, bằng Facebook, qua tin nhắn Facebook hoặc là qua một cái, có nghĩa là không phải là bán hàng trực tiếp, qua một cái kênh trung gian nào đó. Thì nó khác biệt thì theo tôi hiểu là như vậy, không biết bạn Hoa bạn có phục hay là nhóm của bạn có bổ sung hay là giải thích gì nữa không? Dạ không ạ. Rồi
À, dạng quy trình bán hàng nè, dạng quy trình bán hàng các bạn gồm 3 bước: tư vấn khách hàng, xử lý giao dịch và lập báo cáo. À, và ở đây các bạn có 5 quá trình, 5 cái dòng thông tin vào và ra đối với hoạt động bán hàng, khách hàng và nhà quản lý, là những cái tác nhân nguồn, tác nhân đích. À, chúng ta yêu cầu mua hàng, hóa đơn, hàng hóa theo loại năm. À, và chúng ta qua lưu đề đẹp đẽ dạng xong đứng mục tiêu của bạn. Chắc tôi lướt dữ quá. Đây rồi. À, đây chúng ta có năm dòng thông tin vào ra, thì chúng ta vào đây cũng có 5 dòng thông tin vào và ra ha. Thì cái về cái thứ nhất về cái lưu đồ này, thì cái đầu tiên này nhé, cái thế bạn ấy, khách hàng có một cái yêu cầu mua hàng thì gặp nhân viên bán hàng, họ sẽ tư vấn cho khách hàng đúng không ạ? Cái này giống như là các bạn đi xin lỗi các bạn. Xong có dùng pen được ta. Điều gì đã xảy ra với phần mềm PowerPoint của các bạn? Không dùng highlight, không dùng highlight pen được. Thì thôi tôi đành phải để bên này được ha. Các bạn nhìn vào đây này. Thì đầu tiên khách hàng sẽ có yêu cầu mua hàng, thì thông tin khách hàng yêu cầu về sản phẩm chúng ta thì qua 1.0 họ khách hàng sẽ tư vấn. À, tư vấn thì các bạn thiếu mũi tên, đây là mũi tên hai chiều nha các bạn, thông tin hàng hóa là, nghĩa là nhân viên ví dụ như tôi vào thế giới di động tôi mua hàng đi, thì họ tôi mua một loại điện thoại nào đó, thì đầu tiên họ sẽ kiểm tra trong kho hàng đúng không ạ, là có hay không, nên thông tin phải đi ra, đã thông tin phải đi ra mới đúng chứ không là đi vào. Và nếu ấy đi vào có nghĩa là kho hàng đã bị thay đổi, thì trong trường hợp này họ chưa có sự thay đổi gì, họ chưa có bán được hàng, nhưng kho hàng nó chỉ là gì, họ chỉ lấy thông tin ra để bán hàng thôi. Ví dụ như trong kho của em hiện nay đang còn trong iPhone X Pro màu đen hay màu gì đó thôi. À, thì ở đây chúng ta là lấy mũi thông tin là đi ra nhé, đi vào nhé các bạn. Thì bạn chú ý như vậy, tôi tư vấn cho khách hàng là tư vấn lấy thông tin từ nội bộ tôi đi ra để tôi tư vấn khách hàng hiện nay tôi đang có gì. Và tiếp theo sau khi bạn tư vấn bán hàng xong đúng không ạ, thì kỳ ta. Các bạn đi tạo lại. Nè, chắc hồi nãy do cái phần mềm của tôi nó bị lỗi các bạn. Rồi, nên lại mũi tên chỗ này là phải đi vào nha các bạn. À, xin lỗi, phải đi ra từ kho dữ liệu đi ra. Chỗ này là không đúng nè. À, cái tiếp theo là gì? Sau khi tư vấn xong và khách hàng yêu gì? Đồng ý mua hàng, thì nhân viên tư vấn mới qua bước thứ hai là xử lý giao dịch. Có nghĩa là tư vấn thành công, gọi là khách hàng mình là khách hàng mua đúng không, khách hàng mua rồi viết tắt nhà bạn, khách hàng mua, khách hàng mua thì phải tiến hành xử lý giao dịch, thì lúc này sẽ gì, vừa trích xuất vừa cập nhật vào dữ liệu kho hàng đúng không ạ. Là một lần nữa ví dụ các bạn ra ngoài thế giới di động ấy, thì cô nhân viên thanh toán lại khẳng định là một lần nữa là lấy thông tin ra từ kho hàng ra từ trên này đúng không ạ, khẳng định vào là anh đã mua những máy này đúng không ạ, và cập nhật dữ liệu qua kho hàng, có nghĩa là gì, bớt đi một sản phẩm đúng không, như vậy lại vừa mũi tên đi ra vừa mũi tên đi vào,
và sẽ gửi hóa đơn và hàng cho khách hàng, đúng rồi, để khách hàng thanh toán và khách hàng thanh toán. Và sau khi xử lý giao dịch xong thì dữ liệu giao dịch sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu bán hàng, đúng không ạ? Và cuối ngày thì lấy dữ liệu này ra và lập báo cáo gửi cho nhà quản lý, đúng không ạ? Nên vậy tôi chú ý cái chỗ này này. À, các bạn thiếu cái chỗ này, đúng không ạ? Thiếu cái chỗ này. Tôi nghĩ là cái do các bạn là quá trình 1.0 này này. Các bạn tư vấn khách hàng thì đầu ra không biết chỗ nào hết, nên các bạn lưu dữ liệu vào chỗ này, đúng không ạ? Lưu vào dữ liệu nha, như vậy là không đúng nha các bạn. Nên chỗ này chúng ta là phải là mũi tên đi xuống, đúng không ạ? À, như vậy là gì? Hoàn thành một cái quá trình bán hàng gồm bước 1 và bước 2, tư vấn và bán, đúng không ạ? Tư vấn và bán hàng. Còn bước là báo cáo, với là ngày cuối ngày vì sao tổng kết ngày hôm nay bán được bao nhiêu cho và gửi cho nhà quản lý, à, hay là chủ cửa hàng. Sao nhỉ? Cái chỗ lưu đồ này các bạn á, thiết kế nó hơi rườm rà rồi các bạn, hơi rườm rà thì khách hàng gọi là yêu cầu mua hàng, đúng không ạ? Chứ không phải là báo giá cũng được, báo giá thì nó hơi ấy. Thường là đối với mua, ví dụ như là các bạn mua hàng, ví dụ như mà nó có nhiều nhiều chủng loại, hoặc là người ta bán hàng mà không có đưa sâu giá thì bạn mới cần cái báo giá. Còn mà thường mà bán hàng đưa giá thì nó không cần, thì gọi là khách hàng có yêu cầu mua hàng, đúng không? Thì nhân viên bán hàng phải là gì? Lập báo cáo và gửi báo giá và gửi lại cho khách hàng. Như vậy cái chỗ này thì nó lại không đúng với cái này các bạn, không đúng với cái này các bạn. Khách hàng đây chỉ có một cái dòng thông tin thôi, có nghĩa là đi vào đây là mua hàng thôi, là yêu cầu mua hàng. Nên cái chỗ này các bạn lại, nếu mà đúng các bạn, nếu mà thiết kế theo đúng cái này thì nó đúng, nhưng mà nếu mà theo theo cái đế đây là các bạn sai các bạn. Thì đây, nếu như mà các bạn bỏ đi ba bước đầu tiên, che đi ba bước đầu tiên thì là đúng. Đây, mua hàng, đây tư vấn, à, cái này cũng không đúng các bạn. Nhận đơn hàng, sau đó không đúng, tôi để lên tư vấn bán hàng. Cái này các bạn để đây là tư vấn bán hàng, sau đó mới đưa qua một bước tiếp theo thanh toán. Toán phí xuất khẩu nó khá là rối các bạn ạ. Lập đơn bán hàng và chuyển những bước này các bạn không cần ấy, ví dụ thu quỹ không cần, bởi vì trong cái quy trình này các bạn nó không thể hiện vai trò thu quỹ. Đúng không? Nói tóm lại là nếu mà sửa lại thì nó khá là rối các bạn. Ui, các bạn nó phát bạn nhóm của bạn đưa lên nó sao nhỉ, nó phức tạp hơn mức cần thiết.
và nó cồng kềnh phức tạp và cũng khá là cồng kềnh đúng không ạ? Thì trong cái lưu đồ bếp D là các bạn là giả định đây trong tình huống này của bạn là khách hàng đã biết được thông tin rồi và có yêu cầu mua hàng, còn cái lưu đồ này là khách hàng chưa biết thông tin về hàng nên cần có yêu cầu báo giá à, nên cái bước này là coi như là có thể là gì bỏ này, sale D, bếp D là các bạn bỏ này, mua hàng này, nhận hàng. Thực ra thì nhân viên bán hàng tư vấn sau đó là mới tới là gì xử lý giao dịch. Cái chỗ này các bạn làm sai nè các bạn à, lập hóa đơn á, lập hóa đơn bán hàng là nhân viên bán hàng không. Nếu như các bạn đã để vào kế toán vào rồi á, thì việc lập hóa đơn á, không phải là việc của nhân viên bán hàng nha các bạn. Mà là của kế toán. Lập hóa đơn. Và chuyển hàng có thể là nhân viên bán hàng lập hóa đơn bán hàng. Ở phía support thì kế toán cũng được rồi, hóa đơn bán hàng và chúng ta đưa cái này qua đây luôn. À, thì đây nhận hàng và hóa đơn làm thủ tục thanh toán, nhưng mà quan trọng ở chỗ này là các bạn đây có hóa đơn gửi cho khách hàng và hàng hóa khách hàng thanh toán đây, nhận thanh toán đây, nhận tiền thì cái chỗ này này các bạn là dư đây. Còn gì đây đúng à, bởi vì trong cái lưu đồ DFD này các bạn thấy là thanh toán hồ chấm hết à, còn nếu bạn mà phân rã nó ra thì như thế nào nữa thì không nói, mà còn bây giờ các bạn chưa phân rã nó, cái 2.0 này của chúng ta vẫn hoàn toàn có thể phân rã ra nha các bạn, là chúng ta có 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 như trong tài liệu cung cấp cho các bạn ấy. Thì chúng ta hoàn toàn phân rã quá trình 2.0 này ra, thì trong 2.0 này các bạn có thể có thủ quỹ hay là có những cái vai trò gì đó. À, thì được, nhưng mà hiện nay thì trong cái này các bạn chưa phân rã nó ra thì thôi chúng ta đừng bỏ vào à. Và nhận tiền và thôi, và cuối cùng là lập báo cáo quản lý, các bạn thêm một cái ô ở đây thay vì thủ quỹ quản lý à. Và lập báo cáo ví dụ quản lý là chấm hết là được rồi à. À, thì các bạn có thể rút gọn đi một chút xíu à, bởi vì cái lưu đồ của bạn nó khá là đơn giản, DFD của bạn khá là đơn giản và nó khá là gọn, nhưng mà cái bên lưu đồ này của bạn nó lại khá là rườm rà à, và nó khá là cồng kềnh và nó không khớp với cái thằng này, cái thằng DFD này à. Rồi tiếp theo à, chứ qua đi qua tiếp theo thì tôi nói về bạn Hoa có đồng ý với tôi hay là có giải thích gì không? Dạ đồng ý ạ. Người ta gọi là dễ dãi đấy em. Các bạn trong nhóm bạn Hoa à, nhớ có một bạn đó nha Thục Anh sao? Dạ thôi. Cái gì á? Sao có đồng ý không? Đồng ý. Quên như Quỳnh đâu ca sĩ không có như Quỳnh hả? Huyên, Võ Ngọc Huyên Dạ đồng ý thôi.
ha, tiếp theo ha. Rồi. Rồi quy trình xử lý đơn hàng. Các bạn mới thấy là chấm một bài thi của bạn tôi mệt mỏi như thế nào. Phải ngồi phải suy nghĩ giống như các bạn được đặt ra nên lấy được 3.000 chấm bài thi không dễ đâu bạn. Rồi, nhận đơn, xử lý đơn hàng, phân tích bán hàng. Ủa cái này giống giống cái trên lớp của tôi bài tập số 4, số 5 gì nè, đúng không? Và phải có bước cuối cùng là phân tích bán hàng. Cái chỗ này là cái này nó khá, tôi nghĩ là nó giống cỡ khoảng như nhà tôi coi xem. Giao dịch kiểm soát bán hàng, nhận đơn xử lý, nhận đơn xử lý đơn. Nó giống cỡ khoảng cái 80% ha, ba quá trình nhận đơn, xử lý đơn và lập báo cáo thống kê. Thì của tôi thì nó là báo cáo thống kê là phân tích bán hàng và nó 80 là nó khác tên mấy cái kho các bạn, mấy cái kho dữ liệu nó tên nó khác thôi, còn chữ thì nó giống nhau cũng gần hết. Tôi nhận xét vậy nhóm có buồn không? Đâu Dạ thầy. tôi nhận xét vậy có buồn không? Dạ không. Đây. À, sao nhỉ? Nó tóm lại là nó giống như cái phần trước, có nghĩa là cái bài lưu đồ của bạn nó không có khớp cái DFD, nhìn nó có khá là logic nhưng mà nó lại không khớp. Thì thế này các bạn, bởi vì trong cái DFD của bạn là có lập báo cáo các kiểu đúng không ạ, nhận đơn xử lý đơn đây này, khách hàng đặt hàng, thì các bạn đây là phần mềm bán hàng, có nghĩa là sau nhà thông tin giao dịch. Cái này là phần mềm bán hàng. Vậy tôi muốn hỏi thêm nhóm nữa là theo ý của các bạn là cái quy trình này dành cho hoạt động bán hàng của loại hình doanh nghiệp nào? Hay là hình thức bán hàng nào? Dạ thưa thầy, là với các doanh nghiệp nhỏ, quy mô nhỏ và bán offline. Nhưng mà theo mà tôi nhìn vào đây á, thì doanh nghiệp nhỏ thì nó không cần một quy trình phức tạp vậy đâu. À, cái thứ hai đó là thường công ty nhỏ thì nó không cần, không có phần mềm bán hàng. Bạn thấy phần mềm bán hàng này, chăm sóc khách hàng,
Tại sao cái phần chăm sóc khách hàng lại là xác nhận đơn các bạn? Dạ chăm sóc khách hàng cũng có thể là nhân viên bán hàng luôn. Có thể là gì? Vậy Là nhân viên bán hàng ạ. là phần mềm bán hàng để làm gì? Phần mềm bán hàng giống như là khi những cái phần mềm mà có thể giúp mình hỗ trợ mình việc bán hàng đó thầy. Ví dụ đi, ví dụ trong em ví dụ như một cái tình huống cụ thể ngoài thực tế đi, ví dụ như ở Ví đâu. dụ khi khách hàng mà đặt hàng thì mình kiểm tra, thay vì kiểm tra vào kho kiểm tra thì mình có thể kiểm tra qua cái phần mềm coi là hàng còn hay không. Rồi mới nhân viên bán hàng sẽ xác nhận đơn cho khách. Như vậy cái mà bạn đang đề cập đến là bán hàng online với các bạn mua hàng ở trên mạng ấy, đúng không? Theo em Thì thì bán hàng offline thì cũng cũng phải có phần mềm bán hàng, nó hỗ trợ giống như là Excel, nó tổng hợp lại các thông tin trong kho hàng. không à, bởi vì thế này này, bởi vì cái vấn đề tôi nhìn ở đây đó là sự tương tác giữa khách và phần mềm. Bước 1, bước 2 các bạn nhìn thấy không? Tôi nói tới cái đóng vùi dùi này nè. Hai bước đầu tiên đây. Có nghĩa là gì? Đây là khách hàng. Và đây là phần mềm bán hàng. Như vậy thì đây là gì? Sự tương tác giữa khách và một cái phần mềm. Đúng không? Thông qua một cái máy tính nào đó, đúng không? Phải dùng qua một máy tính chứ. Thì tôi hiểu đây là một, có thể là một vụ bán hàng online. Còn nếu mà ngoài đời thực đó là có thể bạn bán hàng ở đâu? Ngoài thực tế. Ngoài thực tế thì nhân viên sẽ là người kiểm tra coi cái hàng hóa đó còn hay không. Nếu vậy, như vậy là bỏ chỗ này Là nhân viên đúng hàng. không? Đây. Nhưng mà cái quy trình của bạn nó là, thực ra nếu mà nói là nó là một quy trình bán hàng online đúng không ạ? Ví dụ như là tôi bán hàng online trên mạng qua website gì đó, đúng không? Nếu hết hàng thì họ sẽ nói là kho hết hàng. Nếu còn hàng thì chăm sóc khách hàng nó sẽ xác nhận cho tôi bằng một cái confirm cho tôi, sẽ bằng một cái email, đúng không? Email. Sau đó là thông tin nó sẽ gửi đến kho. Kho, nhưng mà tùy thuộc vào cái công ty. Của công ty thì bán hàng online nó kho, có một số công ty, một số sàn giao dịch. Ví dụ như là một cái sở những sàn lớn trên Lazada hay là Shopee ấy, thì nó là nhân viên kho, phải là nhân viên kho mà là nhà công ty liên kết. Công ty liên kết nó ví dụ như bạn của tôi bán hàng trên Shopee và Lazada thì nó đặt một cái cửa hàng trên Shopee Lazada, thì khi mà có thông tin như vậy thì nó sẽ lấy hàng và đóng gói và gửi đi. Thì đây trường hợp là những cái sàn lớn, mà những cái sàn nhỏ ví dụ như nó bán chuyên biệt, ví dụ như có những website chuyên bán giày Martin, hoặc là có những website chuyên bán chuyên biệt, những cái website bán hàng mà nó nhỏ mà ít được người biết, thì vào họ chuyên biệt một dòng sản phẩm thì nó sẽ có kho. Thì trường hợp này tôi nghĩ đây là các bạn nó dành cho cái loại đó, thì nó mới có nhân viên kho à, kho và qua nó lấy hàng, đúng không ạ? Thường kho nó bỏ luôn cái nhân viên bán hàng à, và nó giao hàng, nó chuyển tiếp qua đây qua giao hàng. Giao hàng này các bạn lấy cái này này, nó đưa lên này, đây này, và giao hàng, mà giao hàng trực tiếp chạy qua bên khách hàng luôn, đúng không ạ? Nếu thành công là ok. Và sau đó là gì? Cập nhật số hàng tồn kho, ghi nhận. Thì những cái này là liên quan tới phần mềm rồi, có nghĩa là gì? Cái nhân viên kho này này,
một cái nếu mà không thành công á thì sao? Giao hàng. Còn nếu mà khách hàng mà không ấy lại á, thì trường hợp mà khách không nhận á, ở đây không phải là nhận lại hàng, nhưng mà trường hợp mà khách không nhận á, thì hàng ở đây này sẽ chuyển về đây này. À, cái hàng khách không nhận cho nó chuyển lại đây. Thì một cái nữa là một đường hướng này các bạn đưa vào đây này, là tạo phí xuất kho này. Cái nhân viên, bởi vì các bạn đang sử dụng một cái phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng luôn à, thì mới cần tới bước này đúng không ạ, tạo phí xuất kho vân vân đấy à, thì nó phải như vậy. Còn nếu như mà các bạn để nhân viên bán hàng ở đây nè mà không dùng sử dụng phần mềm thì cái chăm sóc khách hàng này cũng bỏ luôn, ngược lại với chăm sóc khách hàng thì lại bỏ à. Và nhân viên khách hàng này đưa qua đây và bỏ bước này đi, các bạn đưa qua đây nhân viên kho đúng không ạ nhưng mà quan trọng là phải xử lý đơn hàng. À, nhận đơn hàng và nhân viên kho để xử lý đơn hàng thì lấy ra hàng từ kho hàng gửi ra, gửi qua bên khách hàng, sau đó gì đúng không, và qua đây và nhân viên bán hàng cuối cùng lập báo cáo. Đây nè, lập báo cáo nè, và chúng ta có thêm một cái bước nữa là người quản lý. Thì lúc này chúng ta ở đây là quản lý nè. À, và đây là một cái báo cáo quản lý gửi qua này, nhân viên bán hàng phải lập báo cáo gửi quản lý về tình hình bán hàng này, nó theo đúng cái tình huống của bạn à, thì nó mới khớp được. Bài tôi xử vậy có rối quá không bà Hoa hay các bạn trong nhóm? Sao im ru đây? Dạ cũng hơi rối. À, thì vấn đề ở chỗ là tôi muốn nhắc các bạn là mình phải đặt đúng với cái mà gọi là DFD này. Các bạn đừng có vẽ DFD một kiểu mà vẽ cái này nó một kiểu à, bản chất DFD là mình thiết kế nó một cách tổng quát à, là mình cần những cái thông tin đầu vào gì, thông tin đầu ra gì, đối tượng hướng đến là gì. Còn ở đây là cái chi tiết rồi đúng không ạ, cái chi tiết thì cái tổng quát và cái chi tiết nó phải thống nhất với nhau. Mà các bạn một cái là nó đi đường đông, một cái nó đi đường tây thì nó giống như là nó không có thống nhất với nhau các bạn à, thì như vậy nó rất khó cho các bạn à. Nếu như mà các bạn đã xây dựng các bước rất là logic rồi, tự nhiên qua bước cuối cùng mình xây dựng quy trình nó lại khác hoàn toàn với những gì mà mình đã đề lập ra, và ngay cả sơ đồ quy trình này mình cũng nó cũng không có hiện rõ ràng như vậy, cũng hỏng hết đúng không ạ. Nên vậy là cần thống nhất từng bước một à, từng 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 công đoạn, và nó có sự đồng điệu với nhau à. Và các bạn, tôi biết là các bạn có theo như các bạn là tự làm, thì tôi biết trong quá trình tự làm các bạn có tham khảo các nguồn tài liệu nào khác nhau hay không, thì các bạn khi tham khảo các bạn cất nhắc nha, không nhất đừng có copy hẳn với những cái nguồn tài liệu nào, vì không phải lúc nào nó cũng đúng đâu các bạn. Rồi các bạn nào có câu hỏi gì không các bạn? Không có bạn nào có câu hỏi hả?
Nếu như các bạn không có câu hỏi gì thì để coi thử xem thời khóa biểu của chúng ta tuần sau. Sao nha, tuần sau chúng ta sẽ có một buổi chiều thứ hai và một buổi sáng thứ sáu. Hết rồi, chúng ta có một buổi chiều thứ hai nữa thôi, nên tất cả các nhóm nào các bạn chưa thuyết trình, chưa báo cáo, chưa làm thì thực hiện nha các bạn. Và các bạn đưa hết tất cả các bài báo cáo lên hệ thống MMS chúng tôi. Hôm nay thì tôi để tôi coi có bao nhiêu. Thì nay có 12 cái submit, 12 submit là chia 2 là 6 nhóm, 6 nhóm 1, 6 là 6, 6 chia mấy ta? 6 nhân 5 là 30, mới có 30 bạn thôi đó. Thì tính nhẩm nhanh như vậy mà tổng số các bạn là 75 bạn mà mới được nửa lớp. Thì ngày mai buổi cuối thì tôi sẽ cố gắng sửa ngắn gọn hơn, thì tranh thủ các bạn trong tuần này, cuối tuần thì các bạn sửa lại cái bài báo cáo của mình cho nó hoàn thiện hơn nữa để tôi sửa. Và thứ hai các bạn sẽ báo cáo đồng loạt hết những nhóm còn lại, được chưa bạn? Các bạn có câu hỏi nào không? Sao im ru vậy nhỉ? Nguyên câu hỏi cho Nguyên, lớp trưởng. Dạ không. Nếu như các bạn không có hỏi gì thôi, hôm nay chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Rồi, xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chiều thứ hai. Dạ vâng ạ.